ăn nhiều đạm, chỉ khổ các khớp xương của tớ. Sao cậu vẫn thoải mái vậy? Nhờ Hoàng Tiên Đan đó. Hoàng Tiên Đan được bào chế từ thảo dược có tác dụng hỗ trợ giảm axit uric trong máu ở bệnh nhân gút. Hoàng Tiên Đan tiêu tan nỗi lo bệnh gút.